Hôm nay em về tiếp một số hàng gia dụng. Thường ngày thì em bán hàng âm thanh, bếp ga, bình thủy điện. Thì hôm nay có thêm một mặt hàng mới để cho các anh và các chị lựa chọn. Đó là đồ gia dụng gồm có chén, rồi ly, tách, rất là nhiều vật dụng khác nhau. Giá thành thì tương đối khá rẻ nhưng mà chất lượng thì vượt ngoài tầm giá. Những cái món hàng này là tuyển ra trong cái lô hàng nên rất là đẹp, dày dặn, chất lượng, chuẩn Made in Japan cho mình nha. Tất cả đều là hàng Nhật. Đây là một bộ đĩa gồm có 6 món. Bộ đĩa này giá là 100 ngàn. Mỗi cái như vậy mình có thể sử dụng rời, hoặc là mình sắp theo kiểu vòng tròn nha em. Đây mình sắp lại thì nó như vậy. Một bộ đĩa 6 món sắp được hình tròn như vậy giá bán là 100 ngàn. Thì bên này cũng vậy, ở đây là một cái bộ cũng có thể gọi là chén rất đẹp, hàng men sứ, hàng men hoặc là hàng sứ, dày dặn, chất lượng, hàng tuyển ra nha. Đây là những món hàng tuyển mà hầu như là ở chỗ em bán là giá thanh lý rồi, rất là rẻ. Mình khi mà ship về tới ngoài miền Bắc á, thì không còn giá thành này đâu, giá trị nó được đẩy lên rất là cao, nên đây là cơ hội tốt để các chị, các mẹ, các bà nội trợ lựa chọn hoặc là các anh mua về cho gia đình mình sử dụng. Đây qua văn rất là sắc sảo. Phía dưới logo, phía dưới mỗi cái món sản phẩm đều có logo của Nhật hết. Một bộ này gồm có 5 món cũng là 100 ngàn. Bên này cũng vậy, 5 món 100 ngàn. Đa phần là hàng sứ. Bộ chén này gồm có 10 cái chén, rất đẹp, dày dặn, chất lượng. Bộ chén này là 150 ngàn trên 10 cái. Đây là dạng đĩa mình có thể để sushi, trái cây hay là nhiều thứ khác, rất là sang, nó có đế như vậy luôn. Hàng chuẩn Nhật nha, nặng lắm. Đây, nó là hoa văn rất là sắc sảo. Mỗi cái như vậy là 40 ngàn, một bộ như vậy là 120 nghìn. Rất rẻ đúng không? Lưu ý giúp em cái nào theo bộ là em không xé lẻ nha, em phải bán bộ. Tại vì nguyên bộ nó như vậy, xé lẻ em rất là khó bán, nên bán combo. Rồi combo 4 món này là 120 ngàn, 160 ngàn, 40 ngàn một cái dĩa, như là 4 cái 160. Bộ này là 100 ngàn, 5 cái đĩa như vậy. Hoa văn cực kỳ lạ mắt. Một bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Bộ đĩa này thì nó có nhiều hoa văn trên một bộ, cái viền á thì nó giống nhau nhưng mà hoa văn phía trong á là đủ kiểu hết. Đây, đây là hoa nè, thì bên đây là mặt trăng, mặt trời, cây trái đó, nguyên bộ của nó đủ màu đủ kiểu. Một bộ như vậy là 150 ngàn, 5 cái. Em bán theo bộ nha, không tách lẻ. Ly thủy tinh có bọc đồng ở ngoài như vậy rất là sang, 100 ngàn 4 cái như vậy. Bộ này mình có 4 cái là 100 ngàn nha, quá đẹp. Đây là tách uống trà, mình coi phim hoài thì mình cũng thấy ha. Một cái đĩa nè, mình bỏ cái tách lên, để cái nắp lại. Men sứ xịn cầm vô vừa sang qua văn nhẹ tay, phía dưới thì có chữ Nhật hết nha. Mình đậy lại như vậy rất sang, một bộ như vậy là 200 ngàn. Em có nói giá từng sản phẩm, các anh lưu ý giúp em nha. Một bộ như vậy là 200 ngàn. Đây, bộ như vậy là 4 tách trà, nó có hộp như vậy. Bây giờ mình dỡ cái hộp gỗ nha, không biết cái sản phẩm ở trong là gì nhưng mà cái hộp gỗ là đáng đồng tiền bát gạo rồi đúng không? Đây, ở trong này là một bộ đĩa, nó có lót mút, lót giấy rất là cẩn thận. Một bộ đĩa sứ để wasabi hay là nước chấm hay là đồ để những cái món như sushi nhỏ nhỏ gì nè. Người Nhật người ta ăn rất là khiêm tốn, người ta để rất là ít cái đồ ăn lên đây hết, người ta gấp thêm nên sản phẩm của họ nhìn rất là mỹ miều sang trọng nha. Hộp gỗ như vậy. Bộ này là 150 ngàn, có luôn hộp gỗ nha, là 150 ngàn. Và đây
giới thiệu cho các anh thấy một cái món rất là lạ. Cái bộ này á, nó nói là nhựa thì không phải nhựa, mica cũng không phải mica, nhưng mà trên đây là nó cẳng xà cừ hết trơn luôn, cực kỳ đẹp. Cẳng xà cừ thủ công nha, rất đẹp. Một bộ này còn hộp luôn, hầu như là mới chát. Cái này là chưa sử dụng nè, hàng này là hàng chưa sử dụng, còn trong hộp khi bạn khui hộp ra thấy rất là sang, nó rất là nhẹ, hầu như không phải là nhựa, chắc chắn luôn. Nhật họ sẽ không sản xuất nhựa trên những sản phẩm gì đâu, nhưng mà em không biết là chất liệu gì luôn á, nó không phải nhựa, không phải mica. Mà mình không phải dân trong nghề thì mình không đánh giá, đôi khi bóc trúng đồ giá trị mà mình còn chả biết. Nhưng mà ở trên đây là nó cẳng xà cừ xịn, rất đẹp. Một bộ như vậy là 2, 4, 6 cái đĩa như vậy là 120.000 nha. Rất đẹp. Một bộ 4 cái ha. Cái này không biết là gọi cái đĩa hay là cái gì, có thể mình gác đũa cũng được, để muỗng cũng được, hoặc là mình mài wasabi ra mình để lên đây, hoặc là để nước chấm. Nói chung là Nhật họ xài những cái món hàng mà mình thấy rất là độc đáo, rất là lạ. Đó. Thì 4 cái này thì em bán 50.000. Bán khuyến mãi chơi luôn. Rất đẹp, qua văn là khỏi chơi. Bằng gốm nha. Nè, em quay ngược cái mặt đích với cho các anh xem. Hàng tuyển không á, tất cả đều là hàng tuyển, sang, đẹp và chất lượng, nó khác hẳn so với hàng căn ký. Thì em cũng có một số hàng căn ký, cái nào có nhu cầu mua thì liên hệ em là 30.000 một ký. Hiện tại em có 130 ký em chưa soạn ra, cái nào có nhu cầu mua hàng căn ký thì liên hệ em. À, và một cái sản phẩm cực kỳ lạ nữa đó là đây, đĩa bằng đồng. Nguyên cái tấm này là bằng đồng nha. Hàng xịn, bằng đồng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái đĩa đồng này là 100.000. Em bán giá là em nói với các anh là anh, các anh mua, các chị mua là giá hời. Phải giá hời luôn đó, phải dùng từ là giá hời vì sao, rất là rẻ. Giá của em đây là giá thanh lý. Khi mà các anh mua ở ngoài á, giá nó đẩy lên được rất là nhiều. Tại vì mua từ người bán sỉ ra, họ phải có lời, họ phải đẩy lên phí vận chuyển này kia. Còn em ở đây là em mua nguyên lô, hàng tuyển ra, giá là cực kỳ rẻ, nhiều khi rẻ hơn từ Nhật bán luôn. Tại vì mình mua lô mà. Còn dưới đây còn rất là nhiều sản phẩm. Đây là cái bình rượu mà để mình uống, giống như mình trong phim mình thấy rượu sake rồi đó, bỏ rượu vào hâm nóng lên. Cái này là sứ nha, nó rất là gọn tiện mà sản xuất cực kỳ thông minh. Là hai bên đó nó có hai cái hớp gì mà để mình cầm vậy nè, rất là chắc tay. Đựng rượu mà không muốn đựng rượu thì đem làm bình bông luôn cũng được, em thấy rất là ngộ. Đây, cái này mới lạ nữa nè. Lạ là khi mình bỏ trà hay thức uống gì vào đây đúng không, thì các anh xem phim cũng thấy đó, mình để ngón tay lên cái ngón này bắt đầu là người ta uống luôn, không cần rót ra. Rất là nhiều sản phẩm nha. Cái này thì giới thiệu sơ qua cho mình xem một chút, còn giá thì liên hệ em đi, em báo giá. Cốc này nè, làm rất là xịn, nước men rất là sạch trong, không có tạp chất, nhẹ. Đồ càng xịn thì khi cái men nó là càng mỏng, càng nhẹ, bóng như vậy. Đây, ngay cả cốc này cũng vậy. Một món như vậy 20-30 ngàn à, gạt tàn thuốc. Ly. Như đây là một cái đĩa nè, giá là 30.000. Một cái tô bằng gốm như vậy giá là 40.000. Mấy cái cốc rất là sang, đẹp, giá thì tầm 20-30 ngàn thôi. Nè, mà bây giờ mình nhìn qua cái ly sứ bên này nha, quá đẹp. Một cặp như vậy hả, nước men rất là trong, không có tạp chất. Thông thường cái hàng dởm á, khi mình cầm lên là nó chì, nó dính những cái gớm ở đây làm không có bóng. Nhưng mà cái nước men ở đây rất là đẹp, sang,
tất cả đều là hàng Nhật nha. Nè, qua gian bên đây có gì nè, nhìn là khỏi chơi luôn. Cốc, mỗi sản phẩm mà em tuyển ra đây cho các anh thấy thì nước men, qua gian hay là chất lượng đều là xịn sò. Ở bên Nhật họ xài nhiều món mà mình cũng chưa biết công dụng như thế nào, nhưng mà mình thích món nào mình có thể, nhất là mấy cái quán ăn á hay là nơi kinh doanh mà cần có nét xưa xưa ngoài cổ, mua mấy cái này về mình trang trí trưng bày cũng được. Có cái đĩa này là rất đắt nha, em không hiểu gì sao nó đắt, nhưng mà em nghĩ là do cái nước men của nó. Thố này quá dễ cưng luôn, để trà hay đường là quá đẹp. 30.000. Đây, riêng cái dĩa hình con cá này là 200.000 nha. Cực kỳ nặng. Bằng gốm. Cá 200.000. Ở đây nó có một cái men gì nè, nó làm qua văn giống như là gạch gì đó. Cá này thì tương đối khá mắc. Một cái đĩa không là 200.000 này. Tô. Ở đây có một cái dĩa mà để mình mài củ wasabi á, mù tạt á. Đây. Mình mài đồ, ở đây chính giữa mình mài thì cho cái sản phẩm nó như mài nghệ. Ở Việt Nam không có mù tạt, không có wasabi thì mài nghệ cũng được, mài gừng cũng được. Mài từ đây thì lấy sản phẩm ra cũng độc đáo. Những cái chén nhỏ thì là đựng nước chấm. Em không hiểu sao lại những cái món nhỏ là rất là đắt. Như cái chén nhỏ như vậy, một cặp như vậy mà có giá là 50.000 này nha, 25.000 một cái. Đây là cái hộp mà đựng cơm đi công sở. Những người làm công sở á, nó giống như cái gà mên của mình. Để mình đựng trái cây, thức ăn. Có hai ngăn như vậy, 50.000. Hôm nay em bán đồ giống như bán đồ hàng vậy, rất là nhiều sản phẩm, mình cũng thấy thú vị nhỉ. Đó, rất đẹp. Thôi thì em cứ quay sơ ra một lượt rồi các chị, các bác, các anh nào ưng cái nào chạy lại lựa. Nếu gần em thì lại 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lựa. Còn nếu xa thì em gửi hình qua rồi chọn em ship. Đừng lo về chất lượng, đừng lo về giá tiền, tại vì thật sự chất lượng của nó là hàng tuyển, nên khỏi lăn tăn đi. Mua về chỉ có ưng ý thôi. Thích cái nào là em ship cái đó cho mình. Em sẽ quay sơ ra một lượt gì đi nha. Chứ bây giờ nhiều quá rồi, chừng nữa em sẽ chụp hình gửi vào Zalo cho các anh nào có nhu cầu mua. Bộ này là 60.000. 2 4 6 6 cái 60.000. Làm như là đá hoa cương vậy, rất là độc đáo. Thì em sẽ quay sơ qua như vậy. Mua hàng thì liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Chỉ cần chuyển khoản cho em địa chỉ là hàng em ship tận nơi cho mình. Nhận được hàng thì nếu thấy đẹp quá thì cho em một cái đánh giá chất lượng nha. Bây giờ em sẽ kết thúc clip test. Mua hàng liên hệ 0931 008 099 hoặc là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại là 0931 008 099. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nên mình chỉ cần ngồi ở nhà mình nhận đợi hàng thôi. Hàng thì em đảm bảo về tới tay mình đẹp, chất lượng, xịn sò. Còn các nào mà muốn mua show, mà mua số lượng nhiều á, mua ký á, thì em có là giá là 30.000 một ký. Là những cái hàng chưa tuyển á, nằm trong cái thùng hàng ngoài sau, nó có 130kg thì phải. Thì các nào chốt sỉ những thùng hàng như vậy thì liên hệ em luôn nha.